Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ có một thí nghiệm nhỏ nhỏ dành cho mọi người nè. Bây giờ mình sẽ đốt một tờ tiền nhé. Đốt một tờ tiền, đố mọi người nó sẽ cháy hay là không nha. Mình sẽ làm thí nghiệm cho mọi người nha. Đây, mọi người thấy không? Tắt cầu gì? Không hề bị cháy nha mọi người nha. Không hề bị cháy nha. Mình sẽ thử nghiệm lại cho mọi người nhá. Mình thách thức mọi người tại làm sao mà nó không bị cháy nhá. Đố mọi người biết nha. Đây là một tờ tiền 500 đồng nè. Mọi người xem nha, nó có bị cháy không nè. Đây nhá mọi người. Đố mọi người làm được giống như mình nhá. Nếu như mà các bạn thấy video clip Nếu như mà mọi người thấy video clip này hay á, mọi người nhớ like, share và subscribe cho mình nhá. Bye bye.